Dạ cô ơi. Dạ dạ con chào ngoại. Ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Rau đó coi. Bán rau hả ngoại? Có mấy lọn rau đó. Dạ bây giờ một lọn bao nhiêu ngoại? Trong quê qua bán lẻ lọn 2.000, ba lọn 5.000. Trời ơi, ghẻ dữ vậy ngoại. Dạ bởi vì không đủ tiền lạc nữa. Dạ. Ơi. Dạ ngoại hái bao lâu mới được bao nhiêu đây ngoại? Cũng cắt nè. Cả buổi cả cả buổi rồi vô lạc rồi. Dạ rồi lâu lâu rồi con thấy dạ, bán dạ. Giải trí con ơi. Dạ. Nhà 20.000. Ngoại hôm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Cũng khá tuổi rồi. Hôm nay dạ 73 hả ngoại? Dạ. Vậy là con nghĩ là cái này mà nếu ngoại bán chắc không được hơn 20.000 đâu hả ngoại? Đâu có được, như 3 lọn 5.000 à, cậu đếm thử coi. Thương dữ vậy nè. Dạ. Rồi mà nhà ngoại thì cách xa chợ lắm không? Hả? Dạ. Xa. À, chân kia là. Dạ. Chứ là đi nha. Dạ. Ngoại đi bộ hay ngoại đi xe xuống? Đi bộ chứ. Ngoại đi bộ luôn đó đi hả? Xe hết rồi. Dạ. Rau rất là ngon luôn cô chú chị. Dạ mà rẻ quá trời rẻ luôn. Dạ. Cậu ở đâu mà đi thấy dạ. Vậy? Dạ hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. Bữa nay con thay mặt cô Ngọc là một nhà hảo tâm ở bên Úc. Thì, dạ cô ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như hoàn cảnh của ngoại. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại để cho ngoại đỡ vất vả hơn trong vài ngày sắp tới nha. À vậy cảm ơn. Đây là tấm lòng cô Ngọc ở tại Úc tặng cho ngoại. À, cảm ơn con ha. Dạ ngoại đếm giùm con ngoại được bao nhiêu? Cho nhiêu rồi thấy nhiêu. 400. Dạ. À, cảm ơn vì nói với là mà đoàn hảo tâm là bà mãi cảm ơn nhiều lắm. Dạ. À, chúc cho con khỏe mạnh, vợ con khỏe mạnh. Dạ. À, bằng đâu được đó ha. Dạ, cảm ơn ngoại. Thì cũng hy vọng với tấm lòng của cô Ngọc thì giúp đỡ cho ngoại có bữa cơm ngon cùng với gia đình của mình trong vài ngày sắp tới. Con làm gì đi hái rau ngữ tống tống đi bán hàng. Dạ. Hôm nay nhận được phần quà mày cảm giác như thế nào? Mừng lắm con. Dạ. À, cũng gửi lời chúc cho cô Ngọc khỏe mạnh. À, mà đâu được đó. Dạ. Vợ chồng trên thịnh dưới hòa. Cảm ơn ngoại. Chúc ngoại duy dần sức khỏe và bán được về sớm nha. Con xin phép chào ngoại. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Dạ, con chào nội. Nội bán gì vậy nội? Bánh canh, bánh tét. Dạ, bánh canh với bánh tét. Dạ, bây giờ một đòn bánh tét bao nhiêu nội? 10.000. Ghẻ dữ vậy hả nội? Dạ. Dạ, bánh canh thì 5.000. Cái này thì 10.000. Rồi 10.000 bịch bự dữ nổi. Dạ. Nhiều khi cô chú anh chị. Dạ. Mà dạ, mà bán vậy thì nội có đông khách không? Cũng có khi tôi bữa hết thì bữa còn vậy đó. Dạ. Dạ. Là bữa hết thì bữa không nội ha. Nội năm nay nội được bao nhiêu tuổi rồi? 73. 73 rồi. Sức khỏe của nội bây giờ như thế nào nội? Khỏe. Dạ chúc mừng nội. Hiện tại giờ nội đang ở với ai? Có còn thằng con. Dạ. Ở với bà. Dạ còn ông nội, còn ông nội? Ông mất mười mấy năm rồi. Dạ. Vậy là nội làm này là nội lo cho con. Dạ. Bán này là sống hàng ngày. Dạ sống hàng ngày. Vậy là hàng ngày mà nếu nội trừ vốn luôn thì mình còn được bao nhiêu nội? Bán hết á thì được 100.000, còn không hết thì không có được. Dạ. Mà gần như là bây giờ bán hết thì nó hơi khó hả nội? Khó. Dạ. Con nhìn thấy nội bán rẻ vậy thì không có lời được bao nhiêu đâu. Thêm cái nữa con thấy là vốn của nội cũng có vẻ như nó hơi ít nha. Dạ. Cái này là của nội tiền vốn hết bao nhiêu nội? Vốn có chỉ để hết hai thứ này là 100. Rồi bán như hết thì được 100 nữa thì cũng như là 100 vậy đó. Dạ là vốn con như 100.000 thôi. Dạ. Mà nếu bán hết thì được 200. Hôm nay gặp nội là một cái duyên. Bữa nay con xin phép chia sẻ với nội ha. Bữa nay con sẽ thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô Ngọc ở bên Úc. Thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh mà lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như nội. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội ha. Thì cô ít lòng nhiều, đây là tấm lòng của cô ấy để cho nội bớt vất vả hơn trong vài ngày sắp tới. Cảm ơn con nha. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào?
cũng vui. Dạ, vậy thì nội có nhắn gửi gì với cô Ngọc không? Thôi là bà nội cũng chúc cho cô Ngọc được nhiều sức khỏe. Dạ, thì cô Ngọc cũng chúc nội ha, sẽ giữ gìn sức khỏe của mình, bán được bát hàng hơn nữa, về về sớm nha. Dạ, có bữa cơm ngon miệng cùng với con của mình. Cảm ơn nội, xin phép chào nội nha. Dạ. Dạ, con chào ngoại. Dạ, ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau canh. Dạ, rau canh hả ngoại? Dạ, mà năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 68. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Dạ, cũng ghê ghê, ngoại uống thuốc hàng ngày. Dạ, ngoại hái bao lâu mới được bao nhiêu đây ngoại? Hái chừng nửa ngày mới nửa được nhiều cao. Mà có bao nhiêu đây thôi? Ờ, bao nhiêu đó. Bao nhiêu đây mà ngoại bán thì được bao nhiêu tiền ngoại? Nhiều hết, nhiều đây bán chắc cỡ 20 ngàn. Vậy là rẻ vậy đó hả ngoại? Vậy là như đây được có 1 ký mấy thôi? 1 ký mấy. Dạ. Còn bây giờ sức khỏe của ngoại trong người nó đang bị bệnh gì ngoại? Nhức đầu, nhức dạ. Lưng. Dạ. Mà ngoại bán gì thì ngoại có lo cho ai không ngoại? Thì đó hai vợ chồng già. Dạ. Dạ, là ông ngoại ở nhà mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Ông 69 nè. Dạ. Mà ngoại có ở chung với con nè? Không, ở riêng hai vợ chồng già, con có vợ có chồng tứ tán hết trơn. Dạ. Vậy là một ngày mà ngoại bán nguyên chợ thì ngoại được bao nhiêu tiền ngoại? Ngày chừng 50 ngàn là dữ lắm. Ít dữ vậy đó hả ngoại? Dạ. Con thấy rau của ngoại không có nhiều quá. Ờ, có nhiều rồi. Có nhiều đây hả? Mà rau răm thì ngoại... Rau răm bán sáng giờ trưa ai mua hết trơn. Dạ. Nghe thấy thường quá. Dạ. Thì hôm nay con gặp ngoại là cái duyên ha. Bữa nay con cũng chia sẻ với ngoại. Thì bữa nay con thay mặt cô Ngọc là một nhà hảo tâm ở bên Úc. Thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như hoàn cảnh của ngoại. Thành ra ngày hôm nay con thay mặt cô ấy tặng cho ngoại phần quà. Thì đây là tấm lòng của cô Ngọc để cho ngoại đỡ vất vả hơn trong vài ngày sắp tới. Dạ, ngoại đếm giùm con ngoại được bao nhiêu? 400. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Mừng lắm. Dạ. Cũng cảm ơn cô Ngọc, cảm ơn cậu. Dạ. Hy vọng với tấm lòng cô Ngọc, ngoại sẽ giữ gìn sức khỏe và bán được nhiều hàng hơn nữa, về sớm hơn nữa nha. Và có bữa cơm ngon miệng cùng với ông ngoại ở nhà. Dạ, con xin phép chào ngoại nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Tôi muốn chị có ai đi chợ Duy Tân ủng hộ ngoại nha, ngoại ít rau dữ lắm luôn. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đã quay trở lại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi đến một cái khu chợ có tên là chợ Vị Tân ở tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang này, để trao tấm lòng của nhà hảo tâm tiếp theo. Đó là chị Ngọc ở tại bên Úc. Chị ấy thì có chuyển khoản qua cho em là 8 triệu. Với nguyện vọng của chị ấy là mong muốn số tiền này cũng sẽ hỗ trợ cho những hoàn cảnh lớn tuổi, những hoàn cảnh bị khuyết tật, bệnh tật đỡ được phần nào về sự vất vả trong cuộc sống trong khoảng thời gian sắp tới. Thì ngày hôm nay em sẽ thay mặt chị Ngọc, cũng như là chắc có lẽ em sẽ gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn với tấm lòng chị ấy trong buổi sáng ngày hôm nay, cô chú anh chị ha. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng đi đến chợ Vị Tân chung với em để tiến hành trao tấm lòng của chị Ngọc nha. Dạ, con chào ngoại. Dạ, ngoại bán gì hả ngoại? Ngoại bán cái này nè, bánh nắng, bánh da lợn, bánh bò, dạ. Bánh chuối. Dạ, bánh này của ngoại là ngoại mua đi bán lại hay ngoại làm? Ngoại làm. Dạ, ngoại làm bao lâu mới được bao nhiêu đây ngoại? À, 2 giờ thưa chị mần. 2 giờ sáng hả ngoại? 2 giờ khuya. 2 giờ khuya. Ờ, dạ. Mần tới 5 giờ rưỡi là bà lên tới đây. Dạ, dạ. Nhà ngoại cách xa chợ bao xa? À, hơn cây số, ở đằng hẻm 185 đó. Dạ. Bánh gì con? Hơn 10 ngàn không à? Dạ. Hai con ăn đi rồi bà thêm cho bà của cô. Dạ, rồi một ngày mà nếu mà ngoại bán như thế này á thì ngoại trừ chi phí thì mình còn được khoảng bao nhiêu ngoại? Có 150 trở lại. Ít vậy đó ngoại hả? Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 78. 78 rồi, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Cũng còn khỏe, mang được nè. Dạ, chúc mừng ngoại. Thường thường mà ngoại thu nhập như thế này á thì ngoại có lo cho ai không? Không. Dạ. Có vợ có chồng hết rồi, bà cũng có thằng mà nó cũng còn làm được ăn. Dạ. Hai mẹ
con. Dạ, ông ngoại còn không ngoại? Không có, ông ngoại mất lâu rồi. Dạ, hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô... Ngoại đợi con chút xíu, con quên tên cô rồi. Ngoại đợi con tí, con có lại tên. Dạ, bữa nay là con xin phép thay mặt cô Ngọc, là một nhà hảo tâm ở bên Úc. Thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có một phần lì xì nhỏ nhỏ muốn tặng cho ngoại. Thì của ít lòng nhiều, đây là tấm lòng cô Ngọc tặng ngoại ngày hôm nay. Dạ, bà cảm ơn, gửi lời chúc cho cô Ngọc được nhiều sức khỏe an với con. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ, ngoại đếm giùm con ơi, ngoại được bao nhiêu? Được 400. Dạ, thì cô Ngọc nhắn gửi đến ngoại là chúc ngoại giữ gìn sức khỏe của mình. Dạ. Bán được đắt hàng hơn nữa, về về sớm ngoại ha. Rồi, dạ, ngoại cảm ơn con nha. Cảm ơn ngoại. Dạ, con xin phép chào ngoại. Rồi, chúc ngoại mua bán đắt nha. Rồi, với có bữa cơm ngon miệng cùng gia đình. Khi nào có lợi cũng ghé ha. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ, ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Trời ơi, có túm đó đó cậu ơi. Dạ, nhiều. Ngoại bán có nhiêu đây hả ngoại? Có nhiều đó. Dạ, có bảy đó cậu ơi, cái này già làm không ra tiền. Dạ, một bó này ngoại bán bao nhiêu ngoại? Bó có 2.000. Trời ơi, ngon vậy mà có 2.000 à. Rẻ quá vậy ngoại. Trời ơi, giờ già có làm gì ra tiền đâu cậu. Dạ, thành ra là ngoại đi hái vậy đó hả? 70 tuổi rồi, cậu thấy nhỏ đâu. Dạ, 70 tuổi rồi ngoại hả? Nếu mà ngoại bán hết luôn cái rau má với rau đắng này là mình được bao nhiêu ngoại? 40 ngàn. Ít dữ tiền không ngoại? Vậy chứ có tiền đâu nhiều, cậu thấy này thì có 30 ngàn ký à. Dạ, này mình bán lọ cũng dạ, cái này có 10.000, 15.000 ký hả cậu ơi. Dạ, mà vậy là ngoại hái bao lâu mới được bao nhiêu đây ngoại? Cả buổi. Cả buổi luôn. Lạc đồ nữa, còn dạ, thấy đậu màu. Dạ, rửa. Bây giờ hiện tại là ngoại đang ở với ai? Ở có 2 chồng. Dạ, con ngoại đi làm hết trơn. Dạ, ông ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 70. Dạ, ông ngoại 75 rồi. 75 rồi. Dạ, giờ ngoại bán vậy là ngoại mua đồ ăn. Thì mua 73 vậy cậu thấy. Dạ, chứ con thấy ngoại sống qua ngày đi. Bán như đây thì đâu có được bao nhiêu tiền đâu. Đâu có nhiều đâu. Dạ, rau bán có 2.000 một lọn. Nhiều khi con nói bây giờ 2.000 rớt ngoài đường là nhiều khi người ta không lụm nữa đó. Không, không lụm đâu tội. Dạ, cậu thấy giờ mình mặn gì ra tiền kệ. Dạ, đi. Hôm nay á, gặp ngoại là cái duyên. Dạ, con cũng chia sẻ với ngoại ha. Dạ, bữa nay dạ, chào cậu. Bữa nay là con thay mặt cô Ngọc ở bên Úc. Dạ, là một nhà hảo tâm. Thấy cô đó cũng hợp vợ dữ lắm à. Dạ, cô Ngọc á. Thì cô ấy cũng rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ, dạ, mà mưu sinh vất vả như ngoại. Dạ, mà lại thu nhập không có bao nhiêu. Dạ, bởi thành ra hôm nay cô ấy có một phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại. Vậy thôi cũng thay mặt cô Ngọc cảm ơn đằng cho cô cũng mạnh giỏi khỏe mạnh đồ đằng cứu trợ cho mấy người nghèo. Dạ, thì đây là tấm lòng của cô ấy tặng cho ngoại ngày hôm nay nha. Dạ, dạ, đợi con chút xíu. Dạ, bây giờ ngoại đếm giùm con coi cô Ngọc tặng cho ngoại bao nhiêu nha. Dạ, dạ, cảm ơn cậu. 450. Dạ, 450. Vậy cảm ơn cậu nhiều nghe. Dạ, cảm ơn cái lời của cô Ngọc. Dạ, này cũng cảm ơn. Dạ, cho cô mạnh khỏe đằng ấy cho mấy người dạ, khổ đi. Dạ, cảm ơn cậu nha cậu. Dạ, bữa nay ngoài nhận được phần quà dạ, ngoài cảm giác như thế nào? Cũng mừng cậu ơi. Dạ, 400 ngàn mình kiếm cũng lâu lắm, cả 10 ngày chưa được. Dạ, bởi vậy còn phải đi hái cực nữa. Dạ, cậu thấy không tại cũng biết chẳng nhận. Dạ rồi, thì hôm nay con cũng hy vọng với tấm lòng cô ấy nha. Cũng cảm ơn cậu nhiều dạ, nha. Chúc cho ông bà ngoại có buổi cơm ngon nó hơn. Cũng có tiền rồi cậu cũng đi giúp đỡ rồi nó mới biết phải không? Chứ dạ, cậu không đi dài dài cực khổ cũng ai biết cậu đâu. Dạ, vậy cảm ơn cậu nhiều ngoại nha. Ngoại sức khỏe nha. Dạ, để lại thăm vợ con rồi khỏe hết nha. Dạ, cảm ơn ngoại. Cảm ơn cậu. Dạ, con xin phép chào ngoại nha. Dạ, thương quá. Hái bao nhiêu? Cảm ơn cậu nhiều nha cậu. Dạ, Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2024.
Hiện tại bây giờ em đã quay trở lại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi đến một cái khu chợ có tên là chợ Vị Tân ở tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang này, để trao tấm lòng của nhà hảo tâm tiếp theo, đó là chị Ngọc ở tại bên Úc. Chị ấy thì có chuyển khoản qua cho em là 8 triệu, với nguyện vọng của chị ấy là mong muốn số tiền này cũng sẽ hỗ trợ cho những hoàn cảnh lớn tuổi, những hoàn cảnh bị khuyết tật, bệnh tật đỡ được phần nào về sự vất vả trong cuộc sống trong khoảng thời gian sắp tới. Thì ngày hôm nay em sẽ thay mặt chị Ngọc, cũng như là chắc có lẽ em sẽ gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn với tấm lòng chị ấy trong buổi sáng ngày hôm nay, cô chú anh chị ha. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng đi đến chợ Vị Tân chung với em để tiến hành trao tấm lòng của chị Ngọc nha. Thì cô chú anh chị có thể thấy là chợ Vị Tân này á, nó cách trung tâm thành phố Vị Thanh chắc khoảng đâu đó khoảng 3 cây số thì phải. Em ước chừng thôi nha. Thì lần này em sẽ đi từ cái hướng mà ở phía sau chợ, em đi ngược vô. Tại vì cái hướng đầu chợ á, thì cái đường nó cũng hơi nhỏ. Em đi từ hướng này em đi ra. Và đây là 8 triệu của chị ấy. 5 triệu tờ 50 ngàn. Và 3 triệu tờ 100 ngàn. Thường thường thì đa số người dân ở ngôi chợ nhỏ này đó là bán ở cái khúc ngoài của chú anh chị. Ở phía sau này thì em thấy cũng có những cái kiosk mà người ta bán đồ gia vị á. Thời điểm em tới đây thì khoảng là 6 giờ 15 hay là 20 gì đó cô chú anh chị. Cũng là một cái thời điểm chính của một cái khu chợ. Đây là bán dép, bán hột gà, hột vịt. Đây có một chỗ bán gạo này cô chú anh chị ha. Đồ ăn hủ tiếu nè. À, đây có một chỗ bán gạo nữa. Đây người ta bán gạo, người ta bán chung với tạp hóa. À, nếu mà nói đúng hơn thì cái tên chợ này là chợ Liên Minh Co-op ở tại xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Nhưng mà bà con ở đây thì ta nói là chợ này là chợ Vị Tân nha cô chú anh chị. Ở đây có mấy cây cao trồng khá là đẹp. À, em thấy cũng khá là nhiều người lớn tuổi đây nè. Dạ con chào ngoại. Dạ ngoại, ngoại bán gì ạ ngoại? Ngoại bán cái này nè, bánh nắng, bánh da lợn, bánh bò. Dạ. Bánh chuối. Dạ. Bánh này của ngoại là ngoại mua đi bán lại hay ngoại làm? Ngoại làm. Dạ ngoại làm bao lâu mới được bao nhiêu đây ngoại? À, 2 giờ tới chị mần. 2 giờ sáng hả ngoại? 2 giờ khuya. 2 giờ khuya. Ờ dạ. Mần tới 5 giờ rưỡi là bà lên tới đây. Dạ. Dạ nhà ngoại cách xa chợ bao xa? À, hơn cây số, ở đằng hẻm 185 đó. Dạ. Bánh gì? Bánh gì con? Hơn 10 ngàn không à? Dạ. Hai con ăn đi rồi bà thêm cho bà của cô. Dạ, rồi một ngày mà nếu mà ngoại bán như thế này á thì ngoại trừ chi phí thì mình còn được khoảng bao nhiêu ngoại?
đó 150 trở lại. Ít vậy đó ngoại hả? Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 78 rồi. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Con khỏe mà ăn được nè. Dạ, chúc mừng ngoại. Thường thường mà ngoại thu nhập như thế này thì ngoại có lo cho ai không? Không. Dạ. Có vợ có chồng hết rồi, bà cũng có ăn thằng mà nó cũng còn làm được ăn. Dạ. Hai mẹ con. Dạ, ông ngoại còn không ngoại? Không có, ông ngoại mất lâu rồi. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô ngoại, đợi con chút xíu, con quên tên cô rồi. Mà đợi con tí, con có lại tên. Dạ. Bữa nay là con xin phép thay mặt cô Ngọc, là một nhà hảo tâm ở bên Úc. Thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như ngoại. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có một phần lì xì nhỏ nhỏ muốn tặng cho ngoại. Thì của ít lòng nhiều, đây là tấm lòng cô Ngọc tặng ngoại ngày hôm nay. Dạ, bà cảm ơn, gửi lời chúc cho cô Ngọc được nhiều sức khỏe an với con. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ, ngoại đếm giùm con ơi, ngoại được bao nhiêu? Được 400. Dạ, thì cô Ngọc nhắn gửi đến ngoại là chúc ngoại giữ gìn sức khỏe của mình. Dạ. Bán được đắt hàng hơn nữa, về sớm ngoại ha. Dạ, ngoại cảm ơn con nha. Cảm ơn ngoại. Dạ, con xin phép chào ngoại. Chúc ngoại mua bán đắt nha. Với có bữa cơm ngon miệng cùng gia đình. Khi nào có lợi cũng ghé ha. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ, con chào nội. Nội, nội bán gì à nội? Bánh canh, bánh tét. Dạ, bánh canh với bánh tét. Dạ, bây giờ một đòn bánh tét bao nhiêu nội? 10.000. Dễ dữ vậy ha nội. Dạ. Thì 5.000, này 10.000. Dạ, bánh canh thì 5.000. Cái này thì 10.000. Rồi 10.000 bịch bự dữ nội. Dạ. Nhiều khi cô chú anh chị. Dạ. Mà dạ, mà bán vậy thì nội có đông khách không? Cũng có khi từ bữa hết thì bữa còn vậy đó. Dạ. Dạ, là bữa hết thì bữa không nội ha. Nội năm nay nội được bao nhiêu tuổi rồi? 73. 73 rồi. Sức khỏe của nội bây giờ như thế nào nội? Khỏe. Dạ, chúc mừng nội. Hiện tại giờ nội đang ở với ai? Có còn thằng con. Dạ. Ở chỗ với bà. Dạ, còn ông nội, còn ông nội? Ông mất mười mấy năm rồi. Dạ, vậy là nội làm cái này là nội lo cho con. Dạ. Tháng này là sống hàng ngày. Dạ, sống hàng ngày. Vậy là hàng ngày mà nếu nội trừ vốn luôn thì mình còn được bao nhiêu nội? Bán hết thì được 100.000, còn không hết thì không có được. Dạ. Mà gần như là bây giờ bán hết thì nó hơi khó hả nội? Khó. Dạ. Còn nhìn thấy nội bán rẻ vậy thì không có lời được bao nhiêu đâu. Thêm cái nữa con thấy là vốn của nội cũng có vẻ như nó hơi ít nha. Dạ. Cái này là của nội tiền vốn hết bao nhiêu nội? Vốn có vậy tỷ hết. Vốn con 100.000 thôi. Dạ. Mà nếu bán hết thì được 200. Dạ. Dạ. Hôm nay gặp nội là một cái duyên. Bữa nay con xin phép chia sẻ với nội ha. Bữa nay con sẽ thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô Ngọc ở bên Úc. Thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh mà lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như nội. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có một phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho nội ha. Thì cô ít lòng nhiều, đây là tấm lòng của cô ấy để cho nội bớt vất vả hơn trong vài ngày sắp tới. Cảm ơn con nha. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Cũng vui. Dạ. Vậy thì nội có nhắn gửi gì với cô Ngọc không? Thôi là bà, nội cũng chúc cho cô Ngọc được nhiều sức khỏe. Dạ. Thì cô Ngọc cũng chúc nội ha, sẽ giữ gìn sức khỏe của mình, bán được đắt hàng hơn nữa, về sớm nha. Dạ, có bữa cơm ngon miệng với cha con của mình. Cảm ơn nội, xin phép chào nội nha. Dạ. Đi cho bà gửi cho mấy con ăn hè. Cảm ơn ngoại. Dạ, cảm ơn ngoại nhiều lắm. Dạ. À, dạ ngoại, ngoại cho con ký gửi chút xíu nha, để con đi chợ một cái, tại vì nếu con sách con không có làm việc được nha. Dạ, dạ, dạ được, dạ được. Nội cứ để đó đi. Dạ, nội cứ bán đi, nội để cho con ký gửi chút xíu, con đi vòng vòng chợ, tại vì nếu con sách con không có làm được nha. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Nhóc bánh luôn.
Cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi cô? 70 rồi hả cô? Dạ cô ơi, cô đang bán gì vậy cô? Đang bán bánh càm, bánh tay yến, da lợn, khoai lang. Dạ. Bây giờ một cái thì cô bán bao nhiêu? Có 2.500 hả? Ồ, rẻ dữ hả cô? Vậy là mấy bánh này cô làm từ mấy giờ? 2:30 khuya. 2:30 khuya mới làm được bao nhiêu đây cô hả? Dạ, bao nhiêu đây bây giờ nếu mà cô bán hết luôn trừ vốn mình còn được khoảng bao nhiêu cô? Chừng 120, 130. Dạ, ít luôn gì? Cả khoai luôn á. Dạ, luôn cả khoai luôn, dạ. Ít vậy đó hả cô hả? Dạ. Đồ nó mắc, mình bán rẻ chứ bán mắc người ta không mua à. Dạ, dạ. À, dù gì thì đây cũng giống như là chợ quê vậy đúng, đúng không ạ? Chợ quê đúng rồi. Dạ, quê. Thì cô bán vậy thì cô có lo cho ai không? Còn ổng. Dạ, ông xã mình được bao nhiêu tuổi rồi cô? 73 rồi. Dạ, 73 rồi. Dạ, vậy là cô ở chung với ông xã. Dạ. Có ở chung với người con nào không cô? Có người con mà nó tự làm tự ăn, mình cho nó ở riêng á. Nó làm rồi nó tự ăn, mình khỏi lo cho nó. Dạ. Có khi thì nó thiếu mình cũng cho chút đỉnh vậy cha mẹ mà. Dạ đúng rồi, cha mẹ nào mà không thương con đúng không ạ? Thương con đâu, nhưng mà để cho nó tự làm cho nó biết lo. Dạ. Chứ để nó ở chung với mình thì nó nghĩ rằng là mình còn làm được, nó không lo đâu. Dạ, con hiểu rồi. Dạ. Thật ra ngày hôm nay cũng chia sẻ với cô ha. Dạ. Bữa nay gặp cô là cái duyên. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép một nhà hảo tâm, đó là cô Ngọc ở bên Úc. Thì cô ấy cũng rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như hoàn cảnh của cô. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho cô. Thì của ít lòng nhiều. Đây là tấm lòng cô Ngọc ở tại Úc tặng cho cô bữa nay. Cảm ơn cậu. Dạ, để cho cô có một bữa cơm ngon miệng cùng với ông xã nha. Dạ, con về nói với cô Úc, cô cảm ơn cô Úc nhiều. Dạ, cô Ngọc. Dạ, cô Ngọc ở Úc. Dạ, ở Úc. Dạ. Vậy tôi gửi lời thăm cô và cảm ơn cô. Dạ. Cái này cũng như là không phải là một bữa cơm mà là nhiều bữa cơm chứ không phải là một bữa. Trời ơi, là quý một quá. Một bữa cơm thì mình chỉ có một hai lon gạo thôi. Dạ. Còn số tiền này là phải được nhiều bữa cơm. Trời, cảm ơn cô. Dạ. Dạ, cảm ơn cô đã hiểu tấm lòng của nhà hảo tâm. Dạ. Chúc cô giữ gìn sức khỏe và có những bữa cơm ngon miệng cùng với ông xã của mình nha. Dạ. Chúc cô bán được đắt hàng hơn nữa nha. Cảm ơn cậu. Dạ, xin phép chịu cô nha. Dạ. Chị thấy thì ngay chỗ cái đường này nè, nó cũng khá là nhỏ. Nhìn thấy đây người dân ta bán trái cây cũng như là bán đồ ăn cũng khá là nhiều. Đây là những anh chị bán cá. Dạ cô ơi. Dạ, dạ con chào ngoại. Ngoài ngoài bán gì vậy ngoại? Rau đó coi. Bán rau hả ngoại? Có mấy lọn rau đó. Dạ, bây giờ một lọn bao nhiêu ngoại? Trong quê qua bán lẻ lọn 2.000, ba lọn 5.000 à. Trời ơi, rẻ dữ vậy ngoại. Dạ, bây giờ hết đủ tiền lạc nữa. Ngoại ơi. Dạ, ngoại hái bao lâu mới được bao nhiêu đây ngoại? Cũng cắt nha. Cho bụi, cả bụi rồi vô lạc rồi bò. Dạ, rồi lâu lâu rồi có thể dạ, bán dạ, giải trí con ơi. Được chục ngoại nhà, 20 ngàn. Ngoại hôm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Tuổi dạ 73 hả ngoại? Dạ. Vậy là con nghĩ là cái này mà nếu ngoại bán chắc không được hơn 20.000 đâu hả ngoại? Đâu có được, ba lọn 5.000 rồi cậu đếm thử coi. Thương dữ vậy nè. Dạ. Rồi mà nhà ngoại thì cách xa chợ lắm không? Hả? Dạ. Xa. À. Trên kia là. Dạ. Chứ giờ đi nha. Dạ. Mày đi bộ hay mày đi xe xuống? Đi bộ chứ. Mày đi bộ luôn đó hả? Xe hết rồi. Dạ. Rau rất là ngon luôn cô chú chị. Dạ mà rẻ quá trời rẻ luôn. Dạ. Cậu ở đâu mà đi thấy vậy? Dạ hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. Bữa nay con thay mặt cô Ngọc là một nhà hảo tâm ở bên Úc. Thì, dạ, cô ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như hoàn cảnh của ngoại. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại.
để cho ngoại đỡ vất vả hơn trong vài ngày sắp tới nha. À vậy cảm ơn. Đây là tấm lòng cô Ngọc ở tại Úc tặng cho ngoại. À, cảm ơn con ha. Dạ, ngoại đếm giùm con ngoại được bao nhiêu? Cho bao nhiêu rồi nhé. 400. Dạ. À, cảm ơn vì nói với là đoàn hảo tâm là bà ngoại cảm ơn nhiều lắm. Dạ. À, chúc cho con khỏe mạnh, vợ con mà. Dạ. À, bằng đâu được đó ha. Dạ, cảm ơn ngoại. Thì cũng hy vọng với tấm lòng của cô Ngọc sẽ giúp đỡ cho ngoại có bữa cơm ngon cùng với gia đình của mình trong vài ngày sắp tới. Con đang làm gì? Đi bán rau, ngữ tống đi bán rau. Dạ. Nay nhận được phần quà mày cảm giác như thế nào? Mừng lắm con. Dạ. À, cũng gửi lời chúc cho cô Ngọc khỏe mạnh. À, mà đâu được đó. Dạ. Vợ chồng trên thịnh dưới hòa. Cảm ơn ngoại. Chúc ngoại duy dần sức khỏe và bán được gì sớm nha. Dạ. Mình xin phép chào ngoại. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Anh có quay trực tiếp không cho em nói chuyện? Dạ không ạ. À. Dạ con chào ngoại. Dạ mày bán gì không ngoại? Bán hột vịt đó con. Dạ. Hột vịt này bây giờ nội bán bao nhiêu một chục nội? 25 ngàn. Dạ sao nội bán rẻ dữ vậy nội? Hột vịt này là của nội mua đi bán lại hay đồ nhà? Của nhà. Dạ, nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? 73 rồi. Dạ, bây giờ sức khỏe nội như thế nào nội? Cũng bệnh hoài cậu ơi, mà đều bệnh, mình bệnh cũng đơn sơ vậy thôi. Dạ, mà nội bán vậy thì nội có lo cho ai không nội? Không, hai chồng già sống. Dạ. Con có cửa tư nhà riêng hết. Dạ, dạ ông nội được bao nhiêu tuổi rồi? Ông 75. 75 rồi ha. Dạ. Hai ngày bán con nhiêu đây, nếu mà đếm đi đếm lại chắc đâu được 100 ngàn hả nội? Dạ. Dạ. Hôm nay ha, gặp nội là cái duyên. Con chia sẻ với nội nha. Yeah. Bữa nay con thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô Ngọc ở bên Úc. Thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như hoàn cảnh của nội. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho nội. Dạ, thì đây là tấm lòng cô ấy. Thôi cậu ơi. Dạ, tặng cho nội để cho nội có một cái bữa cơm ngon cùng với ông nội ở nhà. Đây là lì xì cho nội đó. Thôi, để lấy hên. Lấy cậu chi. Dạ, con còn nhiều lắm, thành ra nội yên tâm. Đây là tấm lòng của cô Ngọc. Dạ. Tặng cho nội nha. Cầu chúc cho cậu gặp nhiều may mắn. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Cũng rất vui. Dạ. Nửa nay chính nè, tôi cũng bệnh hai cái giò nó yếu. Dạ. Đứng ra đi bán một lát đi chăm cứu. Dạ. Hôm đó đi tó xong rồi giờ chăm cứu với tôi nghĩ vậy hả? Bớt. Dạ. Dạ. Thì nội sử dụng cái phần quà của cô Ngọc. Dạ. Để mình đi chăm cứu nha. Dạ. Bệnh của mình nó bớt được phần nào hay phần đó nghe nội. Dạ. Dạ. Cảm ơn cậu, cậu chúc cậu gặp nhiều may mắn. Dạ. Nội có nhắn gửi gì với cô Ngọc không? Dạ, cầu chúc cho cô Ngọc dồi dào sức khỏe. Dạ. Gặp nhiều điều may mắn, sống lâu trăm tuổi. Cảm ơn nội. Dạ. Cô Ngọc chúc nội. Cảm ơn cậu. Dạ. Cô Ngọc chúc nội phục hồi sức khỏe nha. Dạ. Dạ, dạ bán được đắt hàng hơn nữa. Có bữa cơm ngon miệng cùng ông nội ở nhà. Dạ. Dạ, con xin phép chào nội nghe. Tạm biệt cậu. Cảm ơn nội. Còn qua mua còn quá rồi, anh đứng được không? Dạ, con chào cô. Dạ. Dạ, cô ơi cô bán gì vậy cô? Bán rau, đậu tàn, nhãn lồng, lục bình. Dạ. Cô vô bọc về cho anh ta dễ mua hả cô? Với lao vô bọc về cho anh ta dễ mua. Dạ. Cái này thì 5 ngàn, cái này thì 10 ngàn vậy đó. Dạ, bọc này mà có 5 ngàn hả cô? Ghẻ dữ vậy cô? Đồ bọc này 10 ngàn hả cô? Rồi, bánh mẹ đồ bóp rồi. Đi từ từ thôi. Cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? Là 62 vậy. Dạ. Rau này là cô đi hái đi hay hái là không à? Dạ, cô hái bao lâu mới được bao nhiêu đây cô? Buổi chiều đó. Nguyên sáng chiều. Đi bán rồi, buổi chiều đi hái. Dạ. Một bịch bịch này 5 dạ, ngàn. Lục bình. Bịch này 10 ngàn. Dạ, 10 ngàn con ngay. Cái này bọc như đó 10 ngàn. Dạ, cái này phải đào hả cô? Cái này đi đào. Trời ơi, cực dữ đó hả? Dạ, là đào mía nè. Rồi đi cắt lá dứa nè. Rồi cái ghế này là ghế chanh hả cô? Ghế chanh nè. Dạ. Ghế chanh người ta bó mạ nè. Dạ, cái này có 5 ngàn hả cô? 10 ngàn. 10 ngàn, dạ. Nói chung cực quá. Một ngày mà cô bán hết cái này
mà mình trừ chi phí luôn mình còn được bao nhiêu cô? Bữa ăn trăm ngoài vậy đó. Dạ, có nhưng mà ngày nào cũng hết không cô? Có bữa thì cũng còn hết, có bữa thì không đủ bán nữa. À dạ. Nhầm bữa. Thì chợ cô ha. Người ta mua nhiều thì mình không đủ bán, rồi dạ. Mua ít thì cũng có bữa thì còn cũng ít ít vậy đó. Dạ. Mà cô bán vậy thì cô có lo cho ai không cô? Cho chồng, cho con, cho cháu, à. Hai đứa cháu ngoại nữa. Dạ. Ừ. Bác trai ở nhà còn làm gì nổi không cô? Còn làm nổi mà đi ổng nhậu nhiều. Làm biến làm. Dạ. Nhậu nhiều. Dạ. Bởi vì mỗi người một số phận đúng không cô? Dạ rồi. Hôm nay thì gặp cô là cái duyên ha. Thì con cũng chia sẻ với cô ha. Và bữa nay con thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô Ngọc ở bên Úc. Thì cô ấy cũng rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh kiếm tiền vất vả như hoàn cảnh của cô, kiếm từng ngàn luôn đó. Thành ra ngày hôm nay cô ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho cô, để cho cô bớt vất vả hơn trong vài ngày sắp tới, cũng như có một buổi cơm ngon cùng với gia đình của mình. Thì đây là tấm lòng cô Ngọc ở bên Úc tặng cho cô ngày hôm nay. Dạ. Vậy cô cũng cảm ơn nha. Dạ. Cũng thành ra cảm ơn á. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Thì cũng vui. Cô nhiều nhắn... đây thì cũng được 2 ngày rau rồi. Dạ. Thì cô có nhắn gửi gì với cô Ngọc không? Dạ, nhắn rồi gửi lời thăm cổ nhiều. Cảm ơn cổ nhiều. Dạ. Dạ. Cô Ngọc chúc cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Mong mai quán đắc về sớm. Dạ. Và có bữa cơm ngon miệng. Dạ. Xin phép cho cô. Về cũng nhắn với cô Ngọc là cảm ơn cô nhiều lắm đó. Cảm ơn cô. Cũng được 2 ngày rau. Dạ, con xin phép cho cô nha. Hái cực lắm mới được chứ, hái rồi phải ngồi bán nữa. Dạ. Ai mà nhờ chị không anh? Dạ không anh. Dạ, con chào ngoại. Dạ, ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau canh. Dạ, rau canh hả ngoại? Dạ, mà năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 68. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Cũng ghê ghê hoài, uống thuốc hàng ngày. Dạ, ngoại hái bao lâu mới được bao nhiêu đây ngoại? Hái chừng nửa ngày mới được vô cao. Mà có bao nhiêu đây thôi? Bao nhiêu đây. Bao nhiêu đây mà ngoại bán thì được bao nhiêu tiền ngoại? Nhiều hết, nhiều đây bán chắc cỡ 20 ngàn. Vậy là rẻ vậy đó ha ngoại? Vậy là bao nhiêu đây được có 1 ký mấy thôi? 1 ký mấy. Dạ. Còn bây giờ sức khỏe của ngoại trong người nó đang bị bệnh gì ngoại? Nhức đầu, nhức dạ. Lưng. Dạ. Mà ngoại bán gì thì ngoại có lo cho ai không ngoại? Thì đó hai vợ chồng già. Dạ. Dạ là ông ngoại ở nhà mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Ông 69 rồi. Dạ. Mà ngoại có ở chung với con nè? Không, ở riêng hai vợ chồng già, con có vợ có chồng tứ tán hết trơn. Dạ. Vậy là một ngày mà ngoại bán nguyên chợ thì ngoại được bao nhiêu tiền ngoại? Ngày chừng 50 ngàn là dữ lắm. Ít dữ vậy đó hả ngoại? Dạ. Con thấy rau của ngoại không có nhiều quá. Có bao nhiêu đây hả? Mà rau răm thì ngoại... Rau răm thì bán sáng giờ chưa ai mua hết trơn. Dạ. Nghe thấy thường quá. Dạ. Thì hôm nay con gặp ngoại là cái duyên ha. Bữa nay con cũng chia sẻ với ngoại. Thì bữa nay con thay mặt cô Ngọc là một nhà hảo tâm ở bên Úc. Thì cô ấy rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi mà mưu sinh vất vả như hoàn cảnh của ngoại. Thành ra ngày hôm nay con thay mặt cô ấy tặng cho ngoại phần quà. Thì đây là tấm lòng của cô Ngọc, để cho ngoại đỡ vất vả hơn trong vài ngày sắp tới. Dạ, ngoại đếm giùm con ngoại được bao nhiêu? 400. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Mừng lắm. Dạ. Cảm ơn cô Ngọc, cảm ơn cậu. Dạ. Hy vọng với tấm lòng cô Ngọc, ngoại sẽ giữ gìn sức khỏe và bán được nhiều hàng hơn nữa, về sớm hơn nữa nha. Và có bữa cơm ngon miệng cùng với ông ngoại ở nhà. Dạ, tôi xin phép chào ngoại nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Tôi muốn chị có ai đi chợ Duy Tân ủng hộ ngoại nha, ngoại ít rau dữ lắm luôn. Dạ. Dạ. Em chỉ đi chợ thôi, em không có vô nhà anh. Dạ. Dạ, con chào ngoại nha. Cảm ơn ngoại. Dạ, con chào cô.
Dạ, cô cởi khẩu trang cho nói chuyện tí được không? Dạ. Cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? Sáu mấy tuổi rồi. Dạ, 70 mấy rồi hả? Sáu mấy. À, sáu mấy. Dạ, cô được sáu mấy rồi cô? Sáu tám. Sáu tám. Cô đang bán gì vậy cô? Bán dưa cù lèo, rau lam. Dạ. Dạ. Bán thì không bao giờ bán chậm muối trầu. Dạ, mấy cái này là cô mua đi bán lại hay đồ nhà? Đồ nhà bán. Dạ, là cô đi hái hả? Đi hái. Cô hái bao lâu mới được bao nhiêu đây? Hái một buổi trời, có khi một ngày nữa. Dạ, mà nếu ở đây một ngày mà cô bán hết luôn thì mình được khoảng bao nhiêu cô? Nó luôn chừng trăm ngàn. Dạ, mà ngày nào cũng hết không cô? Có khi ế nữa, đâu không hết đâu. Có khi ế thì được nhiêu cô? Ế cũng được 50. Dạ, ít vậy đó ha. Ừ, ít xịt. Dạ, mà cô bán vậy thì cô có lo cho ai không? Bán thì cũng lo chồng con rồi này nữa. Dạ, ông xã cô được bao nhiêu tuổi rồi? Xã 70 mấy tuổi rồi. Dạ, là cô phải lo cho ông xã nữa đó hả? Cho ông xã rồi này nữa. Dạ. Thấy cô cuộc sống cũng vất vả nè, thấy rau ít nè. Dạ, thì hơn dạ thì hôm nay gặp cô là cái duyên ha. Con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô Ngọc ở bên Úc, thì cô ấy cũng có một phần quà nho nhỏ tặng cho cô để cho cô có một cái bữa cơm ngon hơn cùng với gia đình của mình. Thì đây là tấm lòng của cô Ngọc tặng cho cô ngày hôm nay. Dạ, để cho cô gặp nhiều may mắn hơn trong cái cuộc sống này. Cảm ơn chú với mấy cô bệnh. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà, cô cảm giác như thế nào? Cảm giác cũng vui vẻ. Dạ. Chúc cô gia đình có bữa cơm ngon miệng với tấm lòng cô Ngọc nha. Và bán hết sớm về sớm. Xin phép chào cô. Cảm ơn chú dữ lắm nha. Cảm ơn cô. Dạ. Xin phép chào cô nha. Dạ. Dạ. Ừ, dạ không chị. Dạ, cảm ơn chị. Chào bác. Bác năm nay bác được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay nó 59. À, giờ bằng chú thôi ha. Dạ, một ngày chú bán được nhiêu tờ? Trời, có 100 ngoài với số mà lội bộ con bán cực khổ trời. Dạ, chú bán vậy chú có lo cho ai không? Dạ còn hai đứa con. Con được bao nhiêu tuổi rồi chú? Con nó ba mấy tuổi rồi, nó cũng đi làm mướn. Dạ, rồi đứa nhỏ thì bao nhiêu tuổi chú? Nó nhỏ hai mấy. Vậy là coi như là cũng đi làm hết rồi ha. Dạ. Để chú bán về thì chú vợ chú làm công việc gì? Dạ cũng đi bán với số nữa. Dạ. Vậy coi như là cũng khó khăn ha. Dạ. Thôi hôm nay gặp chú là cái duyên, con sẽ xin phép thay mặt ha. Là cô Ngọc là một nhà hảo tâm ở bên Úc, thì thôi thì ngày hôm nay cô ấy sẽ tặng cho chú một phần quà nho nhỏ. Dạ. Để chú mua gạo ăn cùng với gia đình của mình. Đây là tấm lòng của cô Ngọc tặng cho cô, cho chú hen. Dạ. Cái cô Ngọc sẽ tặng cho chú là 10 kg gạo. Dạ. Dạ. Bữa nay chú nhận được phần quà, chú cảm giác như thế nào?
Dạ, cái này là cũng như là vui mừng quá. Dạ, là cũng xin là cảm ơn tất cả lòng hảo tâm giúp cho chú vậy. Dạ. Dạ. Thì cũng hy vọng với tấm lòng của cô Ngọc sẽ giúp cho chú ha đỡ vất vả hơn trong vài ngày sắp tới nha. Dạ. Dạ. Và có bữa cơm ngon miệng, chúc chú mùa màng bán đắt. Dạ. Dạ. Xin... cảm ơn nhiều nha. Dạ. Cảm ơn chú, xin phép chào chú nha. Dạ. 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 Dạ, ngoài ngoài bán gì vậy ngoại? Dạ, có túng đó đó cậu ơi. Dạ, dạ. Ngoại bán có nhiêu đây hả ngoại? Có nhiều đó. Dạ. Dạ, bán bậy đó cậu ơi, cái này già làm không ra tiền. Dạ. Một bó này ngoại bán bao nhiêu ngoại? Bó có 2.000. Trời ơi, ngon vậy mà có 2.000 à. Đó, rẻ quá vậy ngoại. Trời ơi, giờ già có làm gì ra tiền đâu cậu. Dạ. Thành ra là ngoại đi hái vậy đó hả? 70 tuổi rồi, cậu thấy nhỏ đâu. Dạ, 70 tuổi rồi ngoại hả? Nếu mà ngoại bán hết luôn cái rau má với rau đắng này là mình được bao nhiêu ngoại? 40 và 30 ngàn. Ít dữ tiền không ngoại? Vậy chứ có tiền đâu nhiều, còn cái này thì có 30 ngàn ký à. Dạ. Này mình bán lọ, dạ. Cái này có 10 ngàn, 15 ngàn ký hả cậu ơi? Dạ. Mà vậy là ngoại hái bao lâu mới được bao nhiêu đây ngoại? Cả buổi. Cả buổi luôn. Lạc đồ nữa, còn dạ. Thấy đậu màu. Dạ. Bây giờ hiện tại là ngoại đang ở với ai? Ở có 2 chồng. Dạ. Con ngoại đi làm hết trơn. Dạ. Ông ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 70. Dạ ngoại. Ông 75 rồi. 75 rồi. Dạ. Vậy là ngoại bán vậy là ngoại mua đồ ăn. Thì mua 73 vậy cậu thấy. Dạ. Chứ con thấy ngoại sống qua ngày. Bán như đây thì đâu có được bao nhiêu tiền đâu. Dạ. Rau bán có 2.000 một lọ. Nhiều khi con nói bây giờ 2.000 rớt ngoài đường là nhiều khi người ta không lụm nữa đó. Ờ, không, không lụm đâu tội. Dạ. Cậu thấy giờ mình mặn gì ra tiền kệ dạ. Đi. Hôm nay á, gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Con cũng chia sẻ với ngoại ha. Dạ. Bữa nay dạ. Chào cậu. Bữa nay là con thay mặt cô Ngọc ở bên Úc nhờ. Là một nhà hảo tâm. Thấy cô đó cũng hợp trợ dữ lắm à. Dạ. Cô Ngọc á. Thì cô ấy cũng rất là thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ, dạ. Mà mưu sinh vất vả như ngoại. Dạ. Mà lại thu nhập không có bao nhiêu. Dạ. Bởi thành ra hôm nay cô ấy có một phần quà nho nhỏ tặng cho ngoại. Vậy thôi cũng thay mặt cô Ngọc cảm ơn đằng cho cô cũng mạnh giỏi khỏe mạnh đồ đằng cứu trợ cho mấy người nghèo. Dạ thì đây là tấm lòng của cô ấy tặng cho ngoại ngày hôm nay nha. Dạ ngồi đợi con chút xíu. Dạ bây giờ ngoại đếm giùm con coi cô Ngọc tặng cho ngoại bao nhiêu nha. Dạ cảm ơn cậu. 450. Dạ 450. Vậy cảm ơn cậu nhiều nghe. Dạ. Cảm ơn cái lời của cô Ngọc. Dạ. Mẹ cũng cảm ơn. Dạ. Cho cô mạnh khỏe đang ấy cho mấy người dạ. Khổ đi. Dạ. Cảm ơn cậu nha cậu. Dạ. Bữa nay mày nhận được phần quà dạ. Mày cảm giác như thế nào? Cũng mừng cậu ơi. Dạ. 400 ngàn mình kiếm cũng lâu lắm, cả 10 ngày chưa được. Dạ bởi vậy. Còn phải đi hái cực nữa. Dạ. Cậu thấy hiện tại cũng biết chẳng nhận. Dạ rồi. Thì hôm nay con cũng hy vọng với tấm lòng cô ấy nha. Cũng cảm ơn cậu nhiều dạ. Nha. Chúc cho ông bà ngoại có buổi cơm ngon nó hơn. Cũng có tiền rồi cậu cũng đi giúp đỡ nó mới biết phải không? Chứ dạ. Cậu không đi dài dài cực khổ cũng ai biết cậu đâu. Dạ. Vậy cảm ơn cậu nhiều ngoại nha. Ngoại sức khỏe nha. Dạ. Để lại thăm vợ con đâu khỏe hết nha. Dạ. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn cậu. Dạ, con xin phép chào ngoại nha. Dạ. Thương quá. Thấy bao nhiêu. Cảm ơn cậu nhiều nha cậu. Dạ. Ngoại mua bán hết sớm về sớm nha. Dạ, cảm ơn ngoại. Đây em cũng tính hỗ trợ cho ngoại 400, tuy nhiên hiện cầm nó bị dính. Dạ, không sao, đó là cái duyên của ngoại nhận được 1, 2, 3, 4, hình như chắc khoảng có 5 sạp thịt đó cô chú anh chị. Đây thì những sạp thịt bán khá là đẹp nha, ở trong những cái mái nhà màu sắc như thế này. Để chăm sóc sạp gì đó.
Dạ, bà, con chào ngoại. Gợi ý lên với con gì nè, ở trong kia kệ xóm này trong chổng á, dạ, có cái gì đó ra là bà tai biến bữa nay gần kể một tháng rồi, dạ, mà không chồng không con gì trơn á. Bà muốn á, là nếu có con có vợ, con có đi vô chổng được á, ủng hộ người ta cho người ta có tiền, người ta chăm cứu, chăm đồ tội nghiệp. Dạ, mà ngoại thông cảm giùm con, tại con không có nhiều thời gian, tại con không có vô trong nhà được, vậy nha. Dạ, bởi tại vì xong chợ này con phải đi chợ khác nữa. Phải có được chị em nói gì đây, cái con gửi cho nó vài trăm hay gì cũng được. Dạ, mà thông cảm giùm con nha. Dạ, vậy thôi vậy ha. Dạ, người chừng nào có lợi nhớ lại. Dạ, 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 cảm ơn ngoại. Dạ, ngoại bán hết chưa ngoại? Chưa con. Chưa ha, dạ. Bán rau, bán bún. Bên đây thì thấy mấy chị thì chị trẻ nhiều. Ở đây là hết rồi cô chú anh chị. Thật sự thì đối với hoàn cảnh cá nhân á, là rất là nhiều cô chú anh chị. Để có thể mà giúp được luôn cả những hoàn cảnh cá nhân gặp khó khăn á, là nói chung là nó quá tầm tay đi cô chú anh chị. Tại vì như cô chú anh chị cũng biết á, là nội em đi chợ như thế này á, là gặp hoàn cảnh đã là cái duyên rồi. Còn mà vô nhà nữa thì không lo, hết nổi cô chú anh chị. Cô chú anh chị cũng thông cảm cho em, chứ không phải em không muốn, nhưng mà em chỉ muốn san sẻ được phần nào hay phần đó. Ồ, em hơi bất ngờ là bên trong đây người ta lót gạch men á, đi ót thì nó cũng hơi cũ một tí, mà đường cái nền gạch men. Đây người ta bọc trống hết trơn, do nói chung chung quy ra thì không có người mua của chú anh chị ha. Chỉ còn cái mặt ngoài thì có gian hàng bán, có người không. Ở bên đây có anh này bán gạo nhiều. Bán vịt, thức ăn. Đang tìm cái chỗ đi qua chỗ này. Đây là bán nước đá, người ta bán gà, chứ bán dừa nạo của cô chú anh chị. Dừa nạo là bán ở phía sau này. Người ta luộc gà sau đó. Dạ rồi, chợ này thì cũng không có quá đông cô chú anh chị ha. Để em đếm còn bao nhiêu số tiền của chị Ngọc ở tại Úc nha. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
68, 69, 70, 21, 22, 23, 24, 75, 26, 7, 78, 79, 80, 51, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89, 89 nhân 5 là 4 triệu 450. Thì là còn 4 triệu 450, trong tổng số tiền là 8 triệu. Và 8 triệu mà em phát như đây thì em phát được có 3 triệu 550. Dạ chính xác rồi. Vậy là em đã trao xong tấm lòng của chị Ngọc ở bên Úc. Thì còn số tiền ở đây là 4 triệu 450 ngàn. Em sẽ thay mặt chị ấy hỗ trợ đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo ở tại khu chợ tiếp theo. Chân thành cảm ơn tấm lòng của chị Ngọc, cũng như không quên cảm ơn cô chú anh chị đã dành rất là nhiều thời gian theo dõi video của em. Chúc chị Ngọc cũng như cô chú anh chị sẽ luôn tràn đầy sức khỏe của mình, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống của mình, để sẽ có những sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì em đã quay trở lại chợ Hội Đồng rồi, để em tiến hành trao tấm lòng của anh Nhẫn Danh cũng như là của chị John Johnny Long Trần. Thì anh Nhẫn Danh và chị Johnny Long Trần, sau khi mà xem cái video chợ Hội Đồng ở tại Hậu Giang của em trong lần trước, thì có hai hoàn cảnh là một bà ngoại lớn tuổi đi sinh bị gãy tay, và một hoàn cảnh là ngoại bán rau. Thành ra là anh Nhẫn Danh cũng như là chị Johnny Long Trần có những cái phần quà để hỗ trợ cho các ngoại ở đây. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị cùng đi đến chợ Hội Đồng chung với em để tiến hành tìm kiếm hoàn cảnh của hai ngoại nội mà có hoàn cảnh khó khăn trong cái video lần trước mà được sự yêu thương của nhà hảo tâm. Lần này em quay lại, nói chung thì cô chú anh chị cũng biết là đây là một trong những cái khu chợ nhỏ đó, thành ra là em bắt buộc em phải đi sớm lắm thì em mới còn có thể gặp được hai hoàn cảnh nội ngoại, nhưng cũng chưa biết là có đủ duyên để gặp hay không. Dường như là cuộc đời của mình nhiều có những hoàn cảnh là mình chỉ gặp nhau được một lần trong đời thôi. Mình cũng hy vọng là với tấm lòng của hai nhà hảo tâm trong ngày hôm nay thì đội ngoại sẽ có cái phần quà. Thì sáng nay em cũng chia sẻ luôn là chị Johnny Long Trần gửi cho ngoại đi sinh là 100 đô, 2 triệu 500 tám. Anh Nhẫn Danh cũng gửi cho ngoại đi sinh là 150 đô, nhiều hơn một tí. Rồi đến nay không gặp ngoại đi sinh rồi cô chú anh chị ơi, ngoại bữa ngoại ngồi chỗ này kiếm gặp ngoại bán rau. Bây giờ là khoảng chắc khoảng 7:20 đó cô chú anh chị. Ngoại bán rau thì em gặp. Dạ con chào nội. À nội nhớ con không? Nhớ chứ. Dạ. Dạ nội kể khẩu trang. Nội kể khẩu trang nói chuyện với con tí nha. Rồi. Dạ. Bữa nay nội bán gì nội? Nội bán nhiều rồi con. Dạ. Nội bán chuối, trái dừa với bạc hà. Dạ là con ba thao này thôi ha nội. Con nhiều rồi con. Dạ. Rồi hôm bữa là nhà hảo tâm tặng cho nội đó. Thì nội sử dụng như thế nào rồi? Trời ơi, nội để dành khi đau ốm đồ nội để sơ sài con. Dạ, nghe thương nội quá. Dạ, thì hôm nay con chia sẻ với nội nghe. Sau khi lần trước mà nhà hảo tâm xem cái video thì có thêm những nhà hảo tâm khác quan tâm yêu thương nội. Thành ra ngày hôm nay con có thay mặt một nhà hảo tâm, đó là một anh ở bên Mỹ, có tặng riêng cho nội một cái phần quà mà chỉ ngày hôm nay có một mình nội nhận thôi. Dạ. Bởi thành ra tao thấy con đi vô là chỉ kiếm nội thôi chứ con đâu có đi vòng vòng đâu. Dạ. Thì hôm nay anh ấy tặng cho nội cái phần quà này nha. Nói nghe nè. Dạ sao ạ? Tặng nội mừng dữ lắm mà được thôi đi con ơi, nội lấy quà quỷ tụ nghiệp đó. Dạ, dạ nội yên tâm, tại vì anh ấy á làm ở bên Mỹ, thành ra anh ấy làm thu nhập rất là cao. Mà anh ấy thì thương những hoàn cảnh lớn tuổi, anh ấy xem nội như là cha mẹ của anh ấy. Đúng rồi,
Bởi thành ra anh ấy muốn hỗ trợ cho nội đỡ được cái vất vả, cũng như nội có một cái phần quà nội để dành để khi đau ốm thì nội đem ra sử dụng. Nội bán như vậy là nội xài rất đổi chứ không có đem nội để dành. Dạ đúng rồi. Nội mà không nổi rồi ha, người mợ nội mới xài nó tới nó. Dạ. Thì hôm nay anh ẩn danh, anh ấy không có muốn nói tên. Dạ. Nhưng mà anh ấy ở tại Mỹ. Thì tặng cho nội là 150 đô. Nội biết 150 đô là nội được bao nhiêu không? Nhiều mà không, mà nội không biết cái đó đâu. Dạ. Thì bây giờ nội đếm giùm con nha. Để nội xem nội được bao nhiêu nha. Thôi quá mừng rồi. Dạ. Đây con đổi rồi, nhưng mà nội, dạ, nội đếm giùm con nha. Dạ. Nhiều dữ vậy nè. Dạ. Nội biết tờ này bao nhiêu không? Biết 50, 500. Dạ. 1 triệu. Dạ. Nhiều dữ 2 triệu. 1 triệu là 3 triệu. Dạ. 800. 3 triệu 800. 4 triệu. Hai cần, cần ấy không? Cần máy tính tiền không em cô đi. Dạ. Để giúp đỡ cho bạn nghèo, bạn tội nghiệp á. Dạ. Thì đây là cái giàu từng tuổi này người ta đi nhà ta hưởng lên cho ai từ khổ đi bán nghề chạy giúp đỡ bả đi chị khỏi giúp đỡ cho chị nha. Ngày hôm nay chị khỏi giúp. Ngày hôm nay á nội nhận được là 3.847.000. Thì đây là 150 đô của anh ấy tặng cho nội ngày hôm nay. Chị là nội con thay mặt nói với cháu của bà đó ha. Dạ. Là cảm ơn dữ lắm, cảm ơn là không biết mà để gì mà đáp đền cho cháu nội. Dạ. Của bà đó. Dạ. Dạ. Bữa nay mà nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Trời, nội mừng lắm. Dạ. Bà còn nói mừng bữa nay bà hết rồi. Mừng lắm, quá mừng. Dạ. Thì con bà cũng về học với con cháu của bà nó. Dạ. Đứa nào cũng mừng hết. Dạ. Thì con cũng hy vọng với tấm lòng của anh ấy sẽ giúp đỡ cho nội nha. Dạ, đỡ vất vả hơn. Ừ, đúng rồi. Trong khoảng thời gian sắp tới nha. Chúc nội với anh sức khỏe nha. Dạ. Vậy là nội cũng cảm ơn cái cháu nội của bà tặng quà với con nữa nha. Cảm ơn nội. Cảm ơn nội với anh sức khỏe. Con sẽ lại gặp nội sau nếu có nhà ở tâm yêu thương tiếp nha. Dạ. Cảm ơn con nha. Cảm ơn nội. Con thì tên Minh. Minh hả? Dạ. Con xin phép chào nội nha. Dạ. Mừng quá, mừng con ơi. Mừng quá này ha. Mừng lắm mừng. Dạ. Dạ, con xin phép chào nội nha. Mấy mấy chị cho em hỏi, mấy chị có biết bà ngoại đi xin mà ngồi ở chỗ sập thịt? Dạ. Bà ngoại đi mà bà ngoại đi xin điều chỗ. Vậy hả chị? Mà có chị nào biết nhà của bà ngoại đó không? Dạ không biết ha. Đi dị thủy, đi dị thanh. Dạ. Dạ, cảm ơn mấy chị nha. Bữa nay mấy chị có biết bà cụ nhà ở đâu không? Nhà không biết nữa. Lâu lâu mới lại lâu lâu. Dạ. Mà thường thường là một tháng là lại được mấy lần mấy chị? Tháng mà lại có 2-3 lần hả? Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Vài bữa đó lại vài bữa lâu lâu vậy đó. Em thì ở xa đây lắm. Một hai ngày nữa là thành ra là chưa có duyên gặp đây nè. Dạ. Rồi cảm ơn mấy chị nha. Rồi chúc mấy chị giữ gìn sức khỏe. Rồi. À, giờ em chỉ gặp được ngoài bán rau thôi. Như cô chú anh chị thấy đó, đối với những hoàn cảnh mà bán buôn tại chợ trực tiếp á, thì chắc chắn em sẽ dễ tìm hơn. Còn đối với hoàn cảnh ngoại đi xin thì xin người ta phải xin nhiều chợ á cô chú anh chị, thì những cái hoàn cảnh mới á mới hỗ trợ cho bà ngoại những cái phần quà nhỏ nhỏ được.
Còn mà xin một chỗ á, người ta quen mặt người ta cho lần thứ nhất, lần thứ hai là dữ lắm rồi, người ta sẽ không gửi nữa. Đó lý do tại sao mà những hoàn cảnh đi xin thường họ sẽ xin nhiều chợ là như vậy. Thì lần này em không có duyên với ngoại với nội rồi, thì chắc có lẽ là để em sẽ hỏi nhà hảo tâm là anh Đẩn Danh cũng như là chị Johnny để không, em sẽ lần sau nếu có một lần nữa thì em sẽ ghé đến chợ một lần nữa để em tìm kiếm. Nếu một lần cơ hội nữa mà không gặp được ngoại đi xin thì cô chú anh chị thông cảm giùm em ha. Dạ, thì lần này em lại là thua rồi đó. Thì chân thành cảm ơn tấm lòng anh Đẩn Danh ở tại Mỹ và cảm ơn chị Ngọc ở tại Úc đã hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trong ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều lắm. Hẹn gặp lại cô chú anh chị cũng như nhà hảo tâm trong video tiếp theo. Chúc cô chú anh chị cũng như nhà hảo tâm sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình để sẽ có những sự hỗ trợ đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Còn đây là tấm lòng của chị Sunny và anh nhà hảo tâm Đẩn Danh gửi tặng ngoại đi xin chỉ tay mà hôm nay em chưa duyên gặp lại. Một lần sau em sẽ quay trở lại để em kiếm ngoại. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ. À.